Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ ngày 11 tháng 2. Đây là phiên điều chỉnh tăng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm 2022, đưa giá xăng dầu lên cao nhất trong vòng 8 năm qua. Việc tăng giá xăng dầu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân. Doanh nghiệp vận tải này đang có trên 40 xe hoạt động. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến doanh thu của đơn vị giảm đến 70%. Cộng với giá xăng dầu tăng cao càng khiến cho đời sống của nhân viên lái xe thêm chật vật. Với cái giá xăng dầu tăng hiện tại thì bắt buộc các doanh nghiệp vận tải sẽ phải tính cái phương án là tăng giá cước. Và cái vấn đề tăng giá cước này nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà đến cuộc sống của người dân, rồi ảnh hưởng đến cái quá trình phục hồi kinh tế. Giá xăng dầu không chỉ tác động mạnh mẽ lên vận tải hành khách mà còn chi phối trực tiếp đến việc phân phối hàng hóa. Theo đại diện một số nhà phân phối, nếu giá xăng dầu không được điều chỉnh, chắc chắn các mặt hàng sẽ tăng giá. Giá xăng dầu mà tăng cao kéo dài thì sẽ các nhà sản xuất cũng như các đối tác của tôi chắc chắn họ sẽ phải điều chỉnh giá để bù đắp vào những chi phí vận chuyển cũng như là sản xuất kinh doanh nói chung. Biến động giá xăng dầu tăng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người tiêu dùng. Không chỉ chi phí thêm cho việc đi lại mà giá cả một số mặt hàng đã có hiện tượng tăng. Vậy nên, việc thắt chặt chi tiêu và hạn chế đi lại đã được nhiều người tính đến. Thì bây giờ thực ra mình đi làm thì mình không kiếm được nhiều tiền thì mua cái đồ nó rẻ hơn thì mình mua. Còn chắc chắn là điều là xăng tăng thì mặt hàng tăng thì lo lắng người dân rất là nhiều. Bản thân mình thôi không dám ra đường nữa bởi vì đi nhiều xăng nhiều thì làm sao có để chi cái khoản đó. Đấy là một cái điều mà mình lo lắng. Theo Cục Thống kê Lào Cai, giá xăng dầu tăng trực tiếp làm tăng chỉ số CPI, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân. Bên cạnh đó, giá xăng tăng còn làm tăng giá thành sản phẩm trong khâu lưu thông, gây khó khăn trong phục hồi sản xuất và nền kinh tế sau đại dịch. Trực tiếp làm tăng cái chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập cũng như là chi tiêu của người dân. Thế thì trong khi giá xăng dầu tăng cao thì các hộ gia đình cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh về chi tiêu để làm sao mà nó cũng hạn chế và hợp lý hơn. Do vậy mà cũng làm ảnh hưởng đến cái tổng cầu của nền kinh tế. Khi giá xăng dầu tăng, điều lo ngại nhất là hiệu ứng tăng giá dây chuyền đẩy áp lực lạm phát tăng cao. Để kiểm soát tình trạng này, cùng với thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tăng giá bất hợp lý.